Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Septen Max. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Septen Max cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của septenmax Buten công dụng và chỉ định thuốc được chỉ định cho những trường hợp nhiễm khuẩn từ nhẹ đến vừa gây ra bởi những vi khuẩn nhạy cảm trong trường hợp sau viêm tai giữa viêm tai giữa cấp viêm họng và viêm amidan đợt cấp của viêm phế quản mãn tính cách dùng Thuốc dùng đường uống Chống chỉ định Chống chỉ định ở bệnh nhân dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin, mẫn cảm với penicillin hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng Cũng như các kháng sinh phổ rộng khác, việc điều trị lâu ngày với cephalosporin có thể gây phát sinh các vi khuẩn để kháng thuốc. Cần theo dõi bệnh nhân chặt chẽ, nếu có hiện tượng tái nhiễm trong lúc điều trị cần phải đổi sang kháng sinh khác thích hợp. Tác dụng phụ tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng. Thần kinh trung ương, đau đầu, chóng mặt. Tương tác Theo Philin, không có bằng chứng của sự tương tác động học với theo Philin dạng tiêm tĩnh mạch, ảnh hưởng sử dụng đồng thời với theo Philin dạng uống vẫn chưa rõ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm tên Max, đồng thời biết cách sử dụng tên Max sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.